Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah, lời thay Chúa. Cảm ơn Chúa, buổi chiều hôm nay chúng ta một lần nữa được đến với nhau để chúng ta cùng nhau nghe lời của Chúa. Thật là tuyệt vời chúng ta khi chúng ta được ở trong nhà của Đức Chúa Trời, cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Linh, chúng ta được tươi mới và chúng ta được mặc lấy năng lực từ nơi Chúa ban cho chúng ta để chuẩn bị cho một tuần lễ mới sắp đến. Cảm ơn Chúa. Buổi chiều hôm nay thì tôi sẽ được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là xa Chúa trắng tay. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng nhận mở ra với tôi ở trong sách Ruter đoạn số 1 từ câu 1 cho đến câu số 22. Và xin quý vị chúng ta hãy theo dõi cùng với tôi. Ruter đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu số 22. Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Juda đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Moab. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi. Hai con trai tên là Mahlon và Chilion, đều là dân Ephrat về Bethlehem trong xứ Juda. Đến xứ Moab, chúng bèn ở tại đó. Elimelech, chồng của Naomi, qua đời, để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Moab. Người này tên là Orpa, người kia tên là Ruter. Họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mahlon và Chilion cũng thác, để Naomi ở lại, không chồng, không con. Bấy giờ, Naomi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đói xem dân sự ngài và ban lương thực cho. Bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Moab trở về. Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa. Nhưng Naomi nói cùng hai dâu mình rằng, mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi, cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng, chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp, hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi, đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi, mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn Orpa hôn và từ biệt bà gia mình, còn Ruter không chịu phân rẽ người. Naomi nói cùng Ruter rằng, này, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Ruter thưa rằng, xin chớ này tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó. Mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Naomi thấy nàng quyết định theo mình nên không nói chi nữa. Vậy hai người đi đến Bethlehem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ nói rằng, ấy có phải Naomi chăng? Người đáp, chớ gọi tôi là Naomi, hãy gọi là Mara, vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Naomi làm chi? Naomi và Ruter, người Moab, dâu của Naomi, từ ở xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Tạng Chúa, thưa quý bà chị em cái câu chuyện này cho chúng ta thấy được có một gia đình với một cái khởi đầu, đó là họ đi từ Bethlehem để mà di cư qua xứ Moab. Và cái lý do khiến cho họ phải di cư từ Bethlehem xứ Juda qua xứ Moab là xứ ngoại bang, đó là bởi vì cớ trong xứ có một cái cơn đói kém. Và khi mà hai vợ chồng này đi qua xứ Moab để ở như vậy, thì chúng ta thấy được là Elimelech là chồng của Naomi qua đời và để lại nàng hai đứa con. Và hai đứa con đó cưới vợ trong xứ Moab, thì hai đứa con đó cũng mất.
Cái câu chuyện này chúng ta thấy được có một cái bi kịch nó xảy ra đối với lại gia đình của Naomi. Hai người vốn ở tại Bethlehem, xứ Giu-đê. Và chúng ta biết rằng là Bethlehem chính là quê hương của Chúa Giê-xu là Đấng Mê-sia. Và Bethlehem ở trong tiếng Hebrew đó là nhà bánh. Chúng ta biết rằng là ý nghĩa thuộc linh nó cũng rất là quan trọng quý mài chị em. Từ một cái nơi có bánh dư dật mà bây giờ họ đã đi qua một xứ ngoại bang để có thể vì lý do kinh tế chẳng hạn. Bởi vì trong cái bối cảnh kinh tế thì bây giờ đó là một cái cơn đói kém đã xảy đến trong xứ. Và họ phải đi qua một cái chỗ khác để mà làm ăn hoặc là lập nghiệp. Nhưng mà không may thay, khi mà họ ở tại Moab là xứ ngoại bang thì người chồng và cũng như hai đứa con đã chết và không còn nữa. Thưa quý mài chị em, có bao giờ chúng ta suy gẫm điều này ở trong thuộc linh của chúng ta? Đó là chúng ta vì một lý do nào đó của công việc hoặc là trong đời sống cá nhân, trong tình cảm mà chúng ta rời xa khỏi Chúa, rời xa khỏi cái nơi mà Chúa đặt để chúng ta, rời xa khỏi thánh là nơi mà chúng ta được sinh ra và được chăm sóc ở trong thuộc linh. Và khi chúng ta rời xa khỏi nơi mà Chúa đặt để chúng ta như vậy, chúng ta cảm nhận được ngay có một cái sự mất mát, có sự rủa xả, có những cái sự không may mắn nó xảy đến với chúng ta. Và như là Naomi ở đây đã xảy ra một cái sự đau lòng rất là lớn, đó là chồng con của bà đã bị chết mất. Vì nạn đói xảy đến cho nên vợ chồng Naomi đã từ bỏ thành Bethlehem để đi đến một xứ sở hình tượng là Moab để được đảm bảo về cuộc sống vật chất. Tại đây gia đình của Naomi cũng còn giữ đức tin, nhưng mà là một đức tin yếu đuối, mòn mỏi, bởi vì tại xứ Moab họ không có nơi để mà thờ phượng Đức Chúa Trời, không có thời gian để nghe lời Chúa và cũng không có bạn đồng đức tin để mà thông công và gây dựng đức tin cho nhau. Quý vị thấy không ạ? Moab là một nơi không có nhà hội, không có một nơi để thờ phượng Chúa thật sự. Và Moab là một xứ đầy dẫy thần tượng. Và đó là một cái xứ tội lỗi. Nhưng mà gia đình tin kính Chúa này đã rời bỏ khỏi Bethlehem là một nơi tin kính để qua Moab là một nơi không tin kính. Và tâm linh của họ đã bị ảnh hưởng nguyên bài chèm. Nhưng mà có một sự thật đó là nhiều người sống ở trong thành Bethlehem lúc bấy giờ không bỏ đi. Bởi vì họ tin rằng là sự thành tính và sự tiếp đời của Chúa, Ngài sẽ không để cho họ đói. Bằng chứng đó là Bô-ô và anh của Bô-ô, họ vẫn ở lại, đúng không ạ? Sau đó một thời gian thì chúng ta thấy rằng là Naomi đã trở về Bethlehem cùng với dâu của mình là Ruth. Và họ đã gặp Bô-ô là một đại gia ở tại Bethlehem. Và lời của Chúa nói rằng là không có một cái người công bình nào bị bỏ hết quý mài chị em. Dòng dõi người công bình không bao giờ bị bỏ. Dẫu rằng có đói kém, khó khăn, có kinh tế kiệt quệ, sa sút như thế nào chứ nữa, thì người công bình vẫn có cách để có thể trường tồn ở trong ơn của Chúa. Ở trong Thi Thiên 37 có 25 chép rằng là trước tôi trẻ rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình nào bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn may. David đã nói một cách chắc nịch rằng là trước tôi trẻ rầy đã già, nhưng chưa hề thấy một người công bình nào bị bỏ hết. Quý mà chị em thấy không ạ? Nếu có đói kém, khó khăn hoặc là bấp bênh về tài chánh, hãy ở lại cái chỗ mà Chúa đã để quý mài cho em. Hãy ở lại trong đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Hãy ở lại trong cái chỗ mà Chúa đã kêu gọi và Chúa Ngài đã sức dầu cho chúng ta. Tạ ơn Chúa. Tôi đã thấy có những con cái Chúa lúc ban đầu họ mới tin Chúa, họ rất yêu mến Chúa quý mài cho em. Họ cầu nguyện với Chúa ban phước cho công ăn việc làm bắt đầu phát triển lên được phước. Nhưng mà được phước quá nhiều đến nỗi mà họ không có thời gian đi nhóm thờ phượng Chúa nữa quý vị. Tôi còn nhớ một sư đức quản nhiệm hội thánh ở tại đây. Trước đây ông có kể cho tôi nghe một câu chuyện. Một người chị em đang gặp khó khăn và nghe tin lành và muốn được phước. Và khi mà một sư đức cầu nguyện cho để mà công ăn việc làm được phước trở lại, thì cảm ơn Chúa rằng là sự khó khăn nó không còn nữa. Bầy bò bắt đầu được gia tăng, được phát triển. Nhưng mà khi mà bầy bò phát triển rồi thì không còn thấy người chị em đó đi nhóm thờ phượng Chúa nữa.
Và thế là mục sư quản nhiệm ông gọi điện thoại, ông hỏi: ủa sao chị nói rằng là chị được phước lắm mà sao không thấy chị đi nhóm? Thì cái người chị em nói rằng là: dạ mục sư ơi, thông cảm, tại vì bây giờ em được phước quá, em không có thời gian đi nhóm thờ phượng Chúa. Quý vị ơi, đừng bao giờ chúng ta đánh đổi cái thời giờ phước hạnh của sự thờ phượng Chúa. Dù rằng là ở ngoài thế gian kia có nhiều cái công việc phước hạnh mà nó hứa hẹn với chúng ta, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên cái chỗ phước hạnh này. Bởi vì đây chính là cái nơi phước hạnh nhất ở trên hành tinh này. Không có một nơi nào trên hành tinh này tuyệt vời hơn, đó là chúng ta được thờ phượng Chúa của Chúa và vua của vua. Đây chính là nhà của Đức Chúa Trời, đây chính là nguồn sự sống của chúng ta, đây chính là nơi mà chúng ta được chúc phước ở trong ơn của Chúa. Cho nên quý vị ơi, cho dù ở trong thế gian này chúng ta được phước như thế nào cho nữa thì cũng đừng bao giờ quên Đức Chúa Trời là đấng ban phước chúng ta. Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn phước của chúng ta, quý mà chị em. Hãy chọn đứng với Đức Chúa Trời, đừng bao giờ tin lời của thế gian hoặc là tin lời hứa của ma quỷ hoặc là con người. Thế gian có thể hứa với chúng ta rất là nhiều điều quý vị, nhưng mà hãy nhớ rằng trong thế gian cũng có nhiều người họ hứa lắm. Hứa nhưng mà họ không có giữ lời đâu quý mai chị em. Quý vị nghĩ rằng là ma quỷ nó hứa thì nó sẽ giữ lời sao? Không đâu, ma quỷ nó là cha của kẻ nói dối. Khi mà Chúa Giêsu Ngài bị ma quỷ cám dỗ thì ma quỷ nó đã đem Chúa Giêsu lên một cái hòn núi cao, và tại đó nó chỉ cho Chúa Giêsu thấy tất cả mọi sự vinh hiển và sự giàu có của thế gian trong chốc lát. Và nó nói với Chúa Giêsu rằng là: bây giờ nếu mà ngươi quỳ xuống ở trước mặt ta thì ngươi sẽ được tất cả những cái thứ vinh hiển đó, sự giàu sang đó. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã không có chọn để mà quỳ gối xuống để mà thờ phượng ma quỷ, nhưng mà Ngài nói rằng là ngươi phải thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi. Và Đức Chúa Giêsu Ngài không bao giờ chọn để có được cái sự giàu có vinh hiển nhờ quyền lực của ma quỷ. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài chọn đầu phục Đức Chúa Trời để mà được sự vinh hiển đó. Quý bà chị em ơi, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban chúng ta thêm mọi điều ấy nữa. Quý vị thấy không ạ? Trước hết cái sự tin kính Chúa, cái sự yêu mến Chúa, cái sự tìm kiếm Chúa nó phải đi trước, rồi sau đó tất cả những cái thứ kia Chúa sẽ ban cho. Nhưng ma quỷ thì nó làm ngược lại, nó nói rằng là: bây giờ cứ tìm kiếm tiền đi, tìm kiếm những cái thứ kia trước đi, rồi sau đó rảnh thì đi nhóm, rảnh thì đi thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa. Đó là một cái sự đảo lộn trật tự ở trong thuộc linh. Và nếu chúng ta không khôn ngoan, chúng ta đảo lộn với trật tự này, thì đời sống của chúng ta sẽ không thể được phước, và thậm chí là có thể chúng ta sẽ bị mất rất là nhiều thứ giá trị trong đời sống của chúng ta, như câu chuyện của bà Naomi ở đây. Lúc ban đầu bà đi khỏi Bethlehem thì bà có đầy dẫy mọi thứ. Làm sao tôi biết rằng là bà có đầy dẫy mọi thứ à? Chúng ta xem ở trong câu số 21: tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Quý vị thấy không ạ? Bà nói rõ ràng là khi mà bà đi á, bà đầy dẫy mọi thứ. Nhưng mà khi mà bà đi xa rời khỏi cái nơi mà Chúa Ngài chọn bà, xa rời khỏi cái nơi nhà bánh, xa rời khỏi cái nơi thiêng liêng mà Đức Chúa Trời ban phước cho bà, thì ngay lập tức bà cảm nhận có một cái sự gì đó mất mát ở trong thuộc linh của mình. Bà bị mất phước. Đến nỗi mà đến cái lúc cuối cùng thì bà nói rằng là bà không còn cái gì hết, còn chỉ là tay không mà thôi quý mà chị em. Ở trong lời Chúa Thi Thiên đoạn 73, Thi Thiên đoạn 73 câu số 27, lời của Chúa nói thế này: vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất, Chúa sẽ hủy diệt kẻ nào, Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm say bỏ Chúa. Lời của Chúa nói rằng là những kẻ xa Chúa sẽ hư mất, và Chúa sẽ hủy diệt hết thảy những ai thông dâm say bỏ Chúa. Lời của Chúa nói rõ với chúng ta rằng là ai bỏ Chúa, ai đi xa khỏi Chúa, thì cái người đó sẽ trở thành một đối tượng để bị ma quỷ bắn phá tấn công. Ma quỷ nó sẽ cướp giết quỷ dục đời của người đó. Cho nên quý mà chị em ơi, đừng bao giờ xa rời khỏi Chúa. Chúng ta đang ở trong mùa thương khó phục sinh thì chúng ta cũng đọc những cái câu chuyện về sự thương khó, và chúng ta cũng biết được có những nhân vật theo Chúa ở phía xa chứ không phải là ở gần. Chúng ta biết đó là ai không ạ? Đó chính là ông Phi-e-rơ, đúng không ạ? Chúng ta xem nha, ở trong sách Luca đoạn 22 câu 54, Luca đoạn 22 câu 54. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa.
À, lời của Chúa nói rằng là trong cái đêm mà Chúa bị bắt như vậy đó, thì Phi-rơ cũng đi theo Chúa. À, nhưng mà ông đi theo xa xa thôi chứ không có đi theo gần. Và kết quả đó là ông đã chối Chúa 3 lần, quý bà chị em. Có một số quan điểm cho rằng là nếu mà Phi-rơ đi theo Chúa xa xa như vậy đó, hoặc là ông sau đó ông chối Chúa đó, thì ông vẫn được cứu, tại vì ông là người tin Chúa mà, sao mà hư mất được mục sư, đúng không quý bà chị em? Có bao giờ chúng ta nghe cái điều này người ta nói với mình không? Tức là bây giờ mình tin Chúa, mình phạm tội cỡ nào chăng nữa Chúa cũng tha hết á, chối Chúa, bán Chúa hay là làm cái gì cũng được hết, Chúa cũng cho vô thiên đàng hết. Nhưng mà chúng ta xem ở trong Matthew đoạn số 10. Đây, Matthew đoạn số 10 sẽ nói với chúng ta rằng là ai chối Chúa, cái hình phạt của người đó sẽ như thế nào, sẽ nhận lại như thế nào. Matthew đoạn số 10 câu số 32 cho đến 33. Bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cho ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta sao ạ? Thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Quý vị thấy không? Cái tội Phi-rơ nặng lắm đó. Ông Giu-đa Iscariot bán Chúa thì họa may còn tha thứ được. Nhưng mà chối Chúa là sao? Chúa Giê-xu cũng sẽ chối cái người này ở trước mặt cha ta trên trời luôn. Cha ngài trên trời luôn. Tức là sao ạ? Tức là Phi-rơ cũng không được vào thiên đàng nếu mà Phi-rơ không chịu ăn năn. Cái tội chối Chúa nặng lắm quý mà cho em. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng Giu-đa bán Chúa là tội nặng, nhưng mà chối Chúa tội nặng hơn. Giu-đa bán Chúa 1 lần thôi, nhưng mà Phi-rơ bán chối Chúa tới 3 lần. Theo quý vị thì cái người bán Chúa 1 lần với cái người chối Chúa 3 lần thì người nào phạm tội nặng hơn? Người nào? Người chối Chúa 3 lần đúng không ạ? Chối Chúa 1 lần mình còn du di, còn có thể thương xót, mình có thể chấp nhận được. Nhưng mà chối Chúa tới 3 lần luôn quý mà chị em. À, bán Chúa được 30 đồng bạc. Còn cái người mà chối Chúa thì không có đồng nào đúng không? Nhưng về mức độ đối với vị thì cái chối Chúa nặng hơn cái bán Chúa. Cái bán Chúa có thể ông nói rằng là giờ tôi cần có tiền cho nên tôi bán Chúa, giờ trước sau Chúa cũng chết, hoặc bây giờ tôi lụm bỏ túi 30 đồng vô túi của tôi, có lý đúng không ạ? Cái người này có động cơ. Nhưng mà chối Chúa là khác. Chối Chúa tức là cái ông này không phải là thầy của tôi, cái ông này không phải là cái ông mà ngày trước tôi đi theo đó. Tội nặng lắm quý mà chị em. Vậy thì mình thấy rằng là cái tội chối Chúa là cái tội nặng. Nhưng mà trước khi mà Phi-rơ chối Chúa thì chúng ta thấy được cái hành động của ông đó là ông đi theo Chúa xa xa. Như vậy thì mình thấy rằng là có tín đồ đi theo Chúa gần, nhưng mà cũng có tín đồ theo Chúa xa xa. Và điều này cho chúng ta thấy được là một người theo Chúa, một người tin Chúa cần phải đi theo Chúa một cách gần gũi, thân mật với Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải theo Chúa một cách gần gũi, thân mật với mà chị em, đừng theo Chúa xa xa giống như Phi-rơ. Bởi vì nếu chúng ta đi theo Chúa xa xa đó quý vị, chúng ta sẽ có thể dễ lắm chúng ta sẽ một ngày nào đó chối Chúa giống như Phi-rơ, đúng không ạ? Khi tiền bạc rồi danh vọng, địa vị hoặc là có quyền lợi nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng là nó bị lung lay, nó sắp sửa bị mất đó, chúng ta sẵn sàng để chúng ta chối Chúa. Tôi khích lệ quý con cái Chúa, chúng ta cần phải theo Chúa một cách gần gũi với Chúa mỗi ngày. Đừng bao giờ theo Chúa xa xa quý mà chị. Nếu thế gian hoặc là tiền bạc hoặc là danh lợi vật chất của thế gian này nó cám dỗ chúng ta, quý vị ơi hãy chọn đứng cùng với phía Chúa. Đừng bao giờ chọn đứng với thế gian. Bởi vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người đó, đúng không ạ? Một người đã chọn thế gian rồi thì người đó sẽ không bao giờ có thể yêu mến Chúa một cách trọn vẹn được. Tấm lòng người đó đang bị chia hai và người đó khó có thể nào có thể đi theo Chúa một cách trọn vẹn. Giống như Phi-rơ vậy. Phi-rơ ông đã bị phân hai bởi vì cớ một bên là thầy của mình và một bên đó là cái mạng sống của mình. Ông sợ mất mạng sống của mình. Chúa thì muốn cho chúng ta có trọn cả tấm lòng thuộc về Ngài, quý mạng cha. Cho nên là người tin Chúa chúng ta cần phải theo Chúa một cách trọn vẹn và gần gũi với Chúa. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Abraham đã được Chúa ngài kêu gọi ra khỏi quê hương và bà con của ông.
để ra khỏi một xứ sở thờ hình tượng. Thì Abraham đã vâng lời Chúa và ông đã bỏ lại tất cả những cái sản nghiệp, cái cơ ngơi của mình ở trong xứ tội lỗi đó và đi đến nơi mà Chúa ngài muốn. Vì vâng lời Chúa cho nên ngài đã làm cho Abraham mọi điều tốt lành và ông cho nên giàu có, nổi danh và mọi dân tộc nhờ ông mà được phước. Nhưng mà ngược lại, Lót là cháu của Abraham thì lại có một cái tấm lòng ham hố sự giàu có, thịnh vượng và vật chất đời này. Ông đã chọn Sodom và Gomorrah để rồi rốt cuộc thì cuộc đời của ông, sự nghiệp của ông, tất cả mọi thứ của ông đều bị sa bại hết. Lúc ban đầu thì Lót rất là nhiều của cải, tài sản, súc vật rất là nhiều. Nhưng mà khi mà ông đã quyết định ông chọn dời cái trại của mình đến gần Sodom và Gomorrah đó quý vị, là một dân tội lỗi trước mặt Chúa, thì Kinh Thánh nói rằng là Lót trở thành một người nguy hiểm ở trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Ông đang chọn cái xứ nguy hiểm nhất. Cái chỗ đó là cái chỗ mà Chúa ngài giải tỏa. Cái chỗ đó là cái chỗ mà Chúa ngài quyết định hủy diệt. Và cuối cùng thì Chúa ngài hủy diệt cả Sodom và Gomorrah. Và Lót cùng với hai con gái của mình đã đi vào trong một cái hang đá gọi là Xoa. Đã đi vào trong một cái hang đá. Trước khi vào hang đá đó thì ở trong một cái thành Xoa. Cái thành đó Xoa tức là nhỏ. Mà từ cái thành Xoa đó ông lại đi vào trong một cái hang đá là nhỏ hơn cái thành đó nữa quý mài cho em. Quý vị thấy không ạ? Lúc ban đầu thì ông có của cải kết xù, nhưng mà ông xa khỏi Chúa đó, ông đi theo ý riêng xác thịt của ông đó, thì đến cuối cùng ông phải bị teo dần. Không còn có của cải nhiều nữa quý vị. Cho nên điều quan trọng nhất mà tôi nói ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, trong sự thương xót của Chúa, đó là quý vị ơi, đừng để cho vật chất đời này nó lôi kéo chúng ta ra xa khỏi Chúa. Đừng bao giờ để cho bất cứ điều gì ở trong thế gian này nó nắm giữ tấm lòng của chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình có tiền, nhưng mà mình lại không có nghĩ rằng là tiền nó lại có mình. Có nhiều người có tài sản kết xù nhưng mà không nghĩ rằng là mình đang sở hữu nó. Mình đang sở hữu nó, nhưng mà để cho nó sở hữu mình. Đừng bao giờ đặt để tiền bạc hoặc là bất cứ một cái thứ vật chất nào ở trên trần gian này hơn cả Chúa của chúng ta. Quý mài cho em. Nhưng hãy sống bởi đức tin giống như Abraham. Abraham nói rằng là bây giờ ngươi chọn qua bên phải, ta sẽ qua bên hữu. Ngươi chọn bên phải thì ta sẽ qua bên tả, bên trái. Còn nếu mà ngươi chọn bên đây thì ta sẽ qua bên kia. Và ông tin rằng là ông đi nơi nào thì Đức Chúa Trời cũng đều ban phước cho ông hết. Cảm ơn Chúa. Nếu quý vị chúng ta nhìn thấy cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay nó đang dần đi xuống không phanh bởi vì cớ chúng ta đã chọn sai lầm, chúng ta đưa ra một quyết định sai lầm, chúng ta đã đi chệch hướng, chúng ta đã chọn một cái nơi sinh sống mới mà chỗ đó lại không có bất cứ một hội thánh nào để mà mình có thể đi thờ phượng Chúa. Chúng ta đã chọn một cái nơi tội lỗi, một cái nơi mà chung quanh chúng ta hàng xóm láng giềng hoặc là cộng đồng chung quanh của chúng ta toàn là những cái dân xì ke hút chích hoặc là ma túy mãi dâm. Rồi con cái của chúng ta sống ở tại khu vực đó, chúng ta cảm thấy không yên tâm. Quý vị ơi, hãy nhớ đến Chúa và tìm cách để trở lại với Ngài. Và luôn luôn có phước hạnh dành cho người trở lại, quý mài cha. Luôn luôn có phước hạnh. Trong thời của vua Asa, thì Đức Chúa Trời ngài đã cậy một môi miệng của một vị tiên tri để mà nói những lời này với Asa ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn số 15 câu số 1 cho đến câu 7 như thế này. Thần Đức Chúa Trời cảm động Asa, Asaria, con trai của Odết, người đi ra đón Asa mà nói với người rằng: Hỡi Asa, cả Juda và Benjamin, hãy nghe lời ta, các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào thì Đức Giê-hô-va ở với ngươi chừng nấy. Nếu các ngươi tìm ngài, ác sẽ gặp ngài được. Nếu các ngươi lìa bỏ ngài thì ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. Đã lâu ngày Israel không có Chúa thật, không có thể lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Song trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà tìm cầu ngài, thì lại gặp ngài đặng. Trong thì ấy, dân của xứ phải bị sự rối loạn nhiều, kẻ ra kẻ vào không được bằng yên, nước này dày đạp nước kia, thành này dày đạp thành nọ, vì Đức Chúa Trời lấy đủ thứ khổ nạn làm cho chúng rối loạn. Song các ngươi hãy mạnh lòng, tay các ngươi chớ nhát sợ, vì việc các ngươi làm sẽ được phần thưởng. Ở đây lời của Chúa nói với chúng ta rằng là nếu mà chúng ta hết lòng nhờ cậy Chúa thì ngài sẽ ở cùng với chúng ta. Theo Chúa chừng nào thì Chúa ngài sẽ ở với chúng ta chừng nấy. Nhưng mà nếu chúng ta rời xa khỏi ngài thì ngài cũng sẽ lìa bỏ.
Dĩ nhiên đây là một cái lời trách ở trong lúc mà Chúa Ngài tức giận đối với dân sự Ngài. Bởi vì chúng ta nhìn xuyên suốt từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền thì Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ dân sự của Ngài hết, đúng không ạ? Nhưng có những khi Chúa nổi giận bởi vì cớ dân của Ngài cứng đầu, cứng cổ, cứng lòng. Họ đã cố chấp để mà đi theo cái đường lối riêng của họ. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là một Đức Chúa Trời rất là tự do, dân chủ. Chúa không dựng nên con người chúng ta theo cái máy, nhưng mà Chúa Ngài dựng nên chúng ta theo một cái sự tự do ở trong ý chí của chúng ta. Chúng ta có một sự cảm động, yêu mến Chúa, vâng lời Chúa, chúng ta phục vụ Chúa, theo Chúa, tự nguyện. Nhưng mà Chúa không bao giờ kề cái súng vô đầu của chúng ta và nói rằng là bây giờ các con phải đi thờ phượng ta, các con phải yêu thương ta. Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời không bao giờ nói như vậy, quý mài chèm. Và ngày nào mà chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta theo Chúa thì cái ngày đó chúng ta sẽ được phước. Còn nếu mà không theo Chúa, không yêu mến Chúa thì gặp nhiều cái sự rối loạn, nhiều cái sự đau khổ. Cho nên cuộc đời nào mà rời xa khỏi Chúa, đối với quý vị, cuộc đời đó đầy dẫy như nước mắt. Đầy dẫy như nước mắt. Và một đứa con khôn ngoan ở trong gia đình, khi mà hiểu được ý muốn của cha mình như thế nào, thì đứa con đó sẽ không bao giờ để cho cha của mình đánh đòn mình, gọi đánh đi đánh lại cũng cùng một cái lỗi lầm đó. Nhưng mà đứa con đó chỉ cần nhìn thấy cha của mình đằng hắn thôi, hoặc là cha của mình mà có một cái ánh mắt nhìn liếc một cái, bởi vì ông ấy biết rằng là mình đang đi sai đường, đứa con đó nó thay đổi, thì đứa con đó mới thực sự là đứa con khôn ngoan. Có những đứa trẻ đó quý vị, khi mà nó làm lỗi, nó sai gì đó, người cha vừa lấy cái cây ra là nó khóc la sùm ở cả xóm đều nghe hết. Nhưng khi mà đứa con nó thấy cha vừa cất cái cây vô, cái bắt đầu nó chạy nhảy lung tung, nó phá làng phá xóm. Rồi ông cha lấy cây ra cái nó la sùm hết, nó làm giống như là mình đang giết nó đó. Quý vị ơi, có những đứa con đó nó cứng đầu cứng cổ. Chúa Ngài sẽ dùng những cái sự xử phạt nặng hơn để cho chúng nó biết rằng là chúng nó không thể nào dễ ngươi cái sự xử phạt của cha nó. Quý vị muốn mình trở thành đứa con khôn ngoan hay là đứa con bội nghịch à? Yeah. Ngoan thì sẽ không bị ăn đòn, đúng không ạ? Còn không ngoan thì bị đòn te tua luôn, quý mài chè. Dạ, chúng ta xem nha, ở trong OC đoạn 6 chúng ta sẽ thấy được lời của Chúa thế này. OC đoạn 6 câu 1: Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, xong sẽ buộc vết tích. Lời của Chúa nói rằng là chúng ta hãy trở về cùng với Chúa, hãy đến cùng với Ngài, bởi vì Ngài có thể xé chúng ta đó, nhưng mà Ngài sẽ chữa lành chúng ta sau này. Chúa Giê-xu nói rằng là Ngài chính là hòn đá vấp ngã. Ai rơi trên đá đó thì sẽ bị tan vỡ, nhưng mà ai mà bị cái đá đó rớt nhầm thì sẽ bị tan tành như tro bụi. Quý vị muốn được tan vỡ trong tình yêu của Chúa khi quý vị được bước vào trong sự diện của Chúa, hay là quý vị muốn mình bị tiêu diệt, tan nát thành tro bụi bởi vì cớ sự trừng phạt của Chúa đến cho đời sống của mình? Yeah, cảm ơn Chúa. Hãy tan vỡ trong tình yêu của Chúa quý vị. Nếu chúng ta không chịu tan vỡ, không chịu hạ mình, không chịu nhờ cậy Chúa, đầu phục Chúa, chắc chắn có một ngày chúng ta sẽ gặt lấy, nhận lấy những cái gì mà chúng ta đã gieo. Quý mài chị em ơi, không phải là Chúa Ngài ác với chúng ta, nhưng bởi vì cơ chúng ta ác với Chúa trước, đúng không ạ? Có những đứa con nó cho rằng cha mẹ nó ác, không quan tâm đến nó, nhưng mà cho đến khi mà mọi sự đã qua rồi, nó sẽ biết rằng là nó đã hiểu lầm cha của nó. Quý vị ơi, có những người con không hiểu được tấm lòng của cha trời. Khi ma quỷ tấn công họ, rồi cuộc đời vô đây vậy, những đau khổ nước mắt, họ quay lại, họ chỉ trích ông trời. Trời ơi, tôi đâu có làm cái gì ác đâu mà sao tôi khổ như thế này. Trời ơi, ông trời không có mắt, ông trời để tôi khổ quá. Nhưng quý vị ơi, họ thờ lại ma quỷ, họ chọc giận Đức Chúa Trời bằng những việc tay họ làm. Và họ bị mù lòa, họ không thấy rằng là họ đang chọc giận chính Đức Chúa Trời bởi những cái lời nói việc làm của họ. Họ không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời, và thế là ma quỷ nó ra tay cướp giết cuộc đời của họ, và họ quay qua họ trách ngược lại với Chúa. Quý mài chị em ơi, đừng bao giờ như vậy, nhưng hãy khôn ngoan và nhận biết rằng là ngày nào tôi
còn ở với Chúa, yêu mến Chúa, cầu nguyện Chúa, thờ phượng Chúa, ngày đó tôi sẽ là một người rất là được phước. Và chúng ta thấy được là cuộc đời của Naomi sau đó đã được phước thế nào, khi mà bà đã quyết định quay trở lại với Chúa. Và khi bà quay trở lại với Chúa thì từ trắng tay trở nên đầy dẫy quý mà chị em. Khi mà trắng tay như vậy thì Naomi đã quyết định quay trở về Bethlehem, quê hương của bà, và là một nơi dân sự Chúa được tự do và được thờ phượng Chúa thường xuyên tại đó. Bà về với nàng dâu của mình, đó là Ruth, và họ về Bethlehem ngay trúng mùa lúa mạch. Họ về ngay cái lúc mà người ta đang thu hoạch lúa mì, tức là một cái nơi, một cái thời điểm rất là được phước hạnh. Quý mài chị em ơi, hãy trở lại với Chúa. Nếu chúng ta nhìn thấy bây giờ cuộc đời của mình đầy dẫy khổ đau, nước mắt, làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, triền miên, hãy quyết định trở lại với Chúa. Hãy làm lại những công việc ban đầu của mình quý mài chị em. Hãy làm lại những công việc ban đầu của mình. Có những khi chúng ta lúc mà trước đây mình yêu mến Chúa, mình máu lửa lắm, mình hứa với Chúa đủ kiểu hết, đúng không? Chúa ơi, con mà được phước con sẽ dâng hiến cho Chúa 2/10, 3/10, 9/10 luôn. Nhưng mà đến khi mà có tiền trong túi rồi, 1/10 cũng không đủ nữa quý mài chị em. Xin Chúa ngài giúp cho chúng ta để chúng ta nhớ lại những cái chỗ mà chúng ta từng thất bại. Câu hỏi để mọi người chúng ta suy gẫm qua cái câu chuyện này trong buổi chiều hôm nay, đó là liệu rằng tôi đang ở tại Bethlehem hay là ở tại Moab? Tấm lòng của tôi bây giờ đang ở tại đâu? Nếu chúng ta vẫn còn trung tín ở lại với Chúa tại Bethlehem, chúng ta vẫn trung tín trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, chúng ta vẫn là một người mà Chúa ngài đã cứu chuộc chúng ta, chúng ta vẫn là một người có một tấm lòng trọn thành đối với Chúa như lúc ban đầu, đó là lúc mà chúng ta đang ở tại Bethlehem. Còn khi mà chúng ta rời xa khỏi Bethlehem và chúng ta chọn Moab, quý vị, lòng của chúng ta thay đổi khác, nó thay đổi và nó khác biệt hoàn toàn, nó không còn nóng cháy và thờ phượng Chúa như trước đây nữa, bởi vì chúng ta đã xoay hướng về những điều của thế gian này. Chúa Giêsu đã nói rằng là dân này lấy mẫu miếng mà thờ phượng ta, nhưng mà lòng chúng nó thì xa ta lắm. Quý vị thấy không ạ? Một tấm lòng xa cách khỏi Chúa đó, có thể con người không nhìn thấy, nhưng mà Đức Chúa Trời ngài nhìn thấy. Quý vị muốn mình thờ phượng Chúa bằng tất cả tấm lòng hay là thờ phượng Chúa bằng mẫu miếng này? Dạ, bằng tấm lòng, đúng không ạ? Có thể quý vị hát không hay, chơi đàn không giỏi, nhưng mà tấm lòng của chúng ta thật sự là tấm lòng thờ phượng Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta là những người thật sự gần với Chúa. Không phải gần bằng mẫu miếng này, nhưng mà gần bằng tấm lòng, gần bằng thái độ trung tín của chúng ta trong sự nhóm lại. Hãy đi nhóm thường xuyên trở lại với Chúa. Nếu quý vị đã nhiều năm, nhiều tháng rồi mà không đi nhóm thờ phượng Chúa, quý vị nghe bài giảng này, tôi khuyên mời quý vị hãy trở lại với Chúa. Và hãy thiết lập trở lại thói quen tin kính ở trong đời sống của mình. Có thể đã lâu rồi chúng ta không chịu ngồi lại với lời của Chúa, đọc lời của Ngài. Bận rộn quá mà, làm việc nhiều, tiền quá, đếm không xuể, cho nên là thời gian đếm tiền nhiều hơn là thời gian đọc lời của Chúa. Quý vị ơi, hãy dành thời gian quý giá để ngồi lại đọc lời của Chúa. Amen. Yeah. Hãy đếm tiền ít lại, nhưng mà hãy dành nhiều thời gian để đọc Kinh Thánh. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời ghen tương, quý vị ơi. Hãy lắng nghe điều này này. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời ghen tương. Bất cứ điều gì mà Chúa ngài nhìn thấy nó chiếm nhiều thời gian của chúng ta đó, mà chúng ta không còn nhiều thời gian với ngài nữa đó quý vị, Chúa ngài ghen với cái điều đó. Và có thể lắm Chúa ngài sẽ lấy lại đó quý vị. Cho nên hãy nhớ rằng là dù tôi giàu thế nào chăng nữa thì tôi vẫn có thời gian để dành cho Đức Chúa Trời của tôi. Dầu tôi có bận rộn thế nào chăng nữa, trăm công ngàn việc thế nào chăng nữa, thì tôi vẫn có thời giờ để phục vụ Chúa và quỳ gối thờ phượng ngài.
Quý vị thấy không? Những Joseph này, những Daniel này, ba người bạn của Daniel nữa, họ đều là những người quản trị những công việc ở trong triều chính thời bấy giờ. Trăm công ngàn việc, mở mắt ra là thấy công việc để làm rồi. Nhưng mà họ vẫn có thời gian để quỳ gối, thờ phượng Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Chúa một ngày ba lần, quý mà chị em. Có ai ở đây chúng ta, có ai trong chúng ta ở đây chúng ta bận như là Daniel không? Chắc chắn là không đúng không ạ? Daniel, theo như cái điều ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy, ông có một vị trí ngang ngửa với một người thủ tướng hoặc là phó thủ tướng. Bởi vì ông chỉ sau ông vua thôi. Và ông là người đứng thứ hai ở trong triều đình thời bấy giờ. Vậy thì mình thấy rằng là một người có tấm lòng yêu mến Chúa đó, thì cái công việc thật sự không phải là cái lý do để người đó đổ lỗi cho việc mình xa rời khỏi sự cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Tấm lòng này là quan trọng nhất quý vị. Nếu mình yêu Chúa rồi đó, quý vị làm cái công việc gì quý vị cũng tìm ra được những khoảng thời gian để mình có thể cầu nguyện và nói chuyện với Chúa. Đúng không quý vị? Những người họ yêu nhau, họ bận rộn thế nào chăng nữa thì họ cũng có thời gian để nhắn tin trả lời cho nhau. Đúng không quý? Cho dù mình đi học, đi làm cái kiểu gì chăng nữa thì cũng có thời gian để trả lời tin nhắn cho người yêu mình chứ, đúng không ạ? Tuần vừa rồi tôi gặp một cái người tài xế lái taxi. Tôi đi taxi và tôi nói chuyện với anh này cũng khá lâu ở trên xe, bởi vì chuyến xe đi liên tỉnh. Thì anh này trả lời với tôi rằng: anh ơi, anh biết không, em vừa mới trải qua một cú sốc, bởi vì cái người yêu của em á, là em quen tới hơn 2 năm rồi, chuẩn bị cưới. Và bây giờ người yêu của em thình lình chia tay và đi cưới người khác. Em sụp đổ và em hỏi lý do tại sao mà em lại bỏ anh và đi theo người kia như vậy. Và thế là anh này nói rằng là, cô này nói rằng là tại vì anh không có thời gian để nhắn tin trả lời cho em. Tại vì cái người này là tài xế đường dài. Trước đây là tài xế đường dài. Và khi mà tài xế đường dài quý vị, thì cái người này lái thì anh này anh ngủ. Và khi mà anh này anh lái thì cái anh kia anh ngủ, tức là hai tài xế thay phiên nhau. Và khi mà anh này chạy xong về đến nhà thì mệt quá ngủ. Cho nên anh này nói với cô này rằng là anh có cái công việc đặc trưng như vậy đó, anh trên xe đó thì khi anh thức á, thì anh lái, còn khi mà anh không lái á, thì anh ngủ, thì anh trả lời cho em qua loa như vậy đó, rồi khi mà anh về nhà thì anh cũng ngủ luôn, về nhà bết quá rồi đâu có thời gian trả lời tin nhắn cho em. Và thế là cô kia cũng thấy rằng là anh này cũng không có tình cảm với mình sâu đậm, và thế là hai đứa đã sàn ngang. Tôi nghe câu chuyện của anh này thì tôi cũng cảm thấy buồn cho cái người tài xế này, bởi vì có cái việc như vậy cho nên là anh này anh không có lái xe đường dài nữa, mà anh chuyển qua lái taxi luôn để có thời gian nhiều hơn. Cũng là tài xế, nhưng mà chúng ta thấy rằng là có nhiều công việc nó chiếm nhiều thời gian của chúng ta lắm quý vị. Nhưng quý vị ơi, đừng bao giờ đánh đổi cái tình yêu của chúng ta với Chúa Giêsu của chúng ta. Đừng bao giờ đánh đổi cái mối quan hệ quý báu của chúng ta với Chúa để chúng ta nhận lấy những cái phước hạnh tạm bợ của vật chất ở trong thời gian này. Amen. Và hãy luôn luôn dành thời gian để cầu nguyện với Chúa, ở lại với Chúa trong lời của Chúa, đọc kinh thánh, cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày, chắc chắn phước hạnh của Chúa sẽ đến cho đời sống của quý vị. Vừa rồi thì tôi cũng có nói chuyện và cầu nguyện cho một số con cái Chúa nợ nần tài chánh, và họ đều đưa ra những cái sự nhận định chung, đó là trước đây tôi đã phạm tội và tôi đi xa khỏi Chúa, cho nên là nợ nần bắt đầu nó chồng chất. Thậm chí có một người chị em ở miền Tây Nam Bộ đã nói chuyện với tôi và nói với tôi: mục sư ơi, mục sư biết không, trước khi em biết Chúa đó, em bị nợ, trước đây em bị nợ hơn 1 tỷ. Mà nợ nó dí quá, em gọi là không trả được và em đã nghỉ quẩn. Một buổi chiều nọ thì em lái xe và em chở đứa con gái của em 9 tuổi phía trước, và em muốn lao đầu vào cái xe tải phía trước để mà chết cùng với con gái của mình. Thì trước khi mà lao đầu vô xe tải như vậy thì Đức Chúa Trời khiến cho cái đứa con nhỏ nó nói: mẹ ơi, con thương mẹ quá, mẹ là nhất, là số 1 ở trong đời sống của con.
Nhìn đứa con nó nói cái bà này bà tỉnh, ngưng lì không có có lao đầu vô cái xe tải đó. Và nói với tôi, mục sư ơi, nhờ câu nói đó con gái em mà bây giờ em vẫn còn sống và em đã tiếp nhận Chúa. Hôm đó mà không có cái câu nói đó là có lẽ bây giờ em đã sanh cỏ rồi. Và cảm ơn Chúa rằng là Chúa ngài khiến cho cô gái này đã tin Chúa và bắt đầu học lời của Chúa, bắt đầu có đức tin và có hy vọng trở lại. Thấy số tiền 1 tỷ trước đây không đáng để chết. Có nhiều khi cuộc sống áp lực quá quý mài cho em, nó khiến cho chúng ta không có lối thoát, không suy nghĩ sáng suốt được quý mài cho em. Nó chỉ đưa chúng ta vào cái con đường gọi là bế tắc thôi, không có con đường nào khác hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu là con đường. Nơi nào bế tắc, nơi đó có lối thoát của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho nên quý vị ơi, nếu mà có nợ nần ngập đầu đó, hãy tìm đến với Chúa Giêsu. Cũng có người than thở với tôi, mục sư ơi, bây giờ em nợ 800 triệu. Tôi nói rằng là mục sư chỉ có cầu nguyện cho em thôi, chứ bây giờ trong tài khoản mục sư á, chỉ có 800 ngàn thôi. Nhưng mà Chúa của mục sư á, thì có hơn 800 ngàn tỷ. Cứ cầu nguyện với Chúa đi, rồi Chúa sẽ có cách để giải nợ chúng ta. Ngặt lắm quý vị, ngặt lắm. Có những khi mà tài khoản mình không còn nữa. Quý vị nghĩ rằng là người giàu không bao giờ hết tiền sao? Đúng không ạ? Người giàu nhiều khi tỷ phú á, nhưng mà họ vẫn hết tiền, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều là người giàu trong Chúa. Quý vị có đồng ý với tôi không? Dạ, tin Chúa rồi, tất cả chúng ta đều là những người giàu có. Chúa ngài đã trở nên nghèo để chúng ta được trở nên giàu trong Chúa. Cho nên khi chúng ta hết tiền thì chúng ta hãy nghĩ rằng là tôi là người giàu nhưng mà đang hết tiền. Còn người nhà nghèo quý vị, họ có tiền thì họ vẫn là nhà nghèo, đúng không? Dạ, có những người nhà nghèo họ đang gọi là nghèo rất bồng tơi luôn, nhưng mà thình lình họ trúng số 4-5 tỷ. Sau đó thì họ cũng xài hết cái tiền đó, trở lại với con số 0. Quý vị thấy không? Quan trọng nằm ở đây. Tư duy không lớn thì sẽ không thể nào làm việc lớn được. Cái tư duy quan trọng đó quý vị. Nếu tư duy của chúng ta lớn thì chúng ta sẽ có thể làm việc lớn ở Chúa. Chúng ta sẽ sống như là một người giàu có thịnh vượng của Chúa. Còn nếu tâm trí này hạn hẹp đó quý vị, thì cho dù Chúa có đổ hàng tỷ đồng vào trong tài khoản của chúng ta thì chúng ta cũng xài hết theo cái ý riêng của chúng ta và không thể nào sinh lợi cho vương quốc Đức Chúa Trời được. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa ngài nâng tầm đức tin của chúng ta lên để chúng ta nhìn thấy rằng mình là những người được phước ở ngay trong thời điểm này. Amen. Khi bà Naomi bà trở lại Bethlehem, bà trở lại với vị trí ban đầu, thì bà đã nhận ra rằng là lúc ban đầu mình đã có rất là nhiều. Ở trong câu 21, tôi đi ra được đầy dẫy nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Quý vị thấy không? Trước đây á, bà nghĩ bà thiếu thốn, bà phải đi qua cái chỗ Moab đó. Nhưng mà khi mà bà quyết định trở lại với Chúa, cuộc đời của bà bắt đầu được khởi động trở lại. Bộ máy đức tin của bà bắt đầu được kích hoạt trở lại. Thì bà mới sáng mắt ra và thấy rằng là ồ, lúc ban đầu sao mình ngu quá vậy? Mình có quá chừng như vậy đó, mình còn tham, còn muốn thêm cái gì nữa. Để nó nổi bây giờ mình không còn cái gì hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi bà trở lại với Chúa thì Chúa ban phước cho bà dư dật quý mài cho em. Và Ruter là con dâu của bà đã có thể gặp được một vị đại gia tên là Bô-ô. Và qua Bô-ô mà tất cả những của cải tài sản của gia đình trước đây đã từng bị cầm cố đó, thì bây giờ được khai phóng, được chuộc lại. Và Ruter trở thành tổ mẫu của Chúa Giêsu. Và tên Ruter được ghi chép một cách trịnh trọng ở trong gia phả của Chúa Giêsu đấy. Cảm ơn Chúa, cái phần thưởng dành cho người trở lại với Đức Chúa Trời rất là lớn quý mài cho em. Qua đời sống của chúng ta mà nhiều người xung quanh sẽ được phước, và con cháu của chúng ta cũng là dòng dõi được phước nữa. Dẫu rằng Ruter là một người nữ Moab, nhưng mà bởi vì cớ bà có đức tin nơi Chúa, bà đã chọn bỏ hết tất cả những cái quê hương rồi gia đình bà con thân thuộc của mình để đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, thì Chúa đã biến đổi bà từ một người nữ ngoại bang trở thành một tổ mẫu của Đấng Messiah là Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có một đức tin giống như Naomi và Ruter ở đây. Hãy trở lại với Chúa, bỏ hết những cái gì mà nó đã cầm giữ chúng ta bấy lâu qua quý mài cho em. Bán hết đi quý mài cho em, rồi Chúa sẽ cho chúng ta cái nhiều hơn nữa quý mài cho em.
Nếu có ai mà chúng ta được gia đình của mình mà hứa rằng là nếu mày lo hương quả cho tao, mày lo cúng kiến trong gia đình á, sau khi tao chết á, mày lo cúng kiến, tao cho mày hết của cải tài sản này, quý vị ơi, đừng bao giờ nhận. Đừng bao giờ nhận. Đừng bao giờ quỳ gối để mà thỏa hiệp với ma quỷ. Nhưng mà hãy đứng với Chúa và nói với Chúa rằng lạy Chúa, con trung tín với Chúa. Bây giờ giả sử mà ba mẹ con không cho con tài sản như vậy, nhưng mà con vẫn trung tín thờ phượng Chúa, thì con tin rằng là Chúa sẽ cho con có một cái chương trình khác để con được phước nhiều hơn. Chắc chắn Chúa sẽ ban cho quý vị. Amen. Yeah. Xin Chúa ngày cho chúng ta có những Naomi, có những Ruter ở trong hội thánh của Chúa, trong những ngày tới sẽ được phước. Tài chánh của chúng ta sẽ được phục hồi trở lại trong ơn của Chúa khi chúng ta tròn trở lại với Ngài. Trở lại bằng cách nào quý mài chen? Trở lại bằng cách đó là chúng ta hãy đọc Kinh Thánh, lời của Chúa. Hãy thiết lập lại thời giờ cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày với Chúa. Có thể đã lâu rồi chúng ta không có thời gian để chúng ta quỳ gối, để cầu nguyện và thờ phượng Ngài. Tôi khích lệ quý vị, chúng ta bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy trở lại và cầu nguyện với Chúa. Rồi có thể lâu rồi chúng ta không có thời gian để chúng ta, chúng ta không có dịp để chúng ta dâng hiến cho nhà của Chúa. Chúng ta hãy trở lại trong sự dâng hiến. Chắc chắn đáng đời sống của chúng ta sẽ được phước và được no tràn những phước hạnh của Ngài. Ở trong Malachi đoạn số 3, có nói rằng là chúng ta cần phải trở lại với Chúa qua sự dâng hiến như thế này. Malachi đoạn số 3 câu số 7 cho đến câu số 10. Từ những ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi hãy lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở cái cửa sổ trên trời cho ngươi, đổ phước xuống cho ngươi đến nỗi không chỗ chứa chan. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là dân Israel họ đã ăn cắp một phần mười, họ không dâng hiến. Và Chúa nói rằng cả nước này đã ăn trộm, ăn cướp phần mười của ta. Và họ bị rủa xả bởi vì họ đã không dâng hiến phần mười. Và bây giờ họ cần phải trở lại. Và Chúa nói rằng là trở lại bằng cách nào đây? Đó là hãy dâng hiến một phần mười vào họ. Quý mài cho em thấy không ạ? Một người quay trở lại với Chúa, thành tâm kính sợ Chúa, thiết lập mối quan hệ của mình trở lại với Chúa, thì luôn luôn có sự dâng hiến tài chánh. Người ta nói rằng là đồng tiền thì nó liền với khúc ruột, đúng không ạ? À? Khúc ruột của chúng ta ở đâu thì tiền của chúng ta ở đó. Yêu mến Chúa, yêu mến công việc nhà Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ dâng hiến cho công việc nhà Chúa. Có người nói rằng là một người có thể cho nhưng mà không yêu, nhưng mà một người không thể nào mà yêu mà lại không cho. Nếu quý vị chúng ta yêu mến Chúa, trong mùa thương khó này, chúng ta nhìn thấy được sự chết và hy sinh của Chúa Giê-xu rất lớn trên đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy được Chúa Giê-xu đã trả giá, Chúa Giê-xu Ngài đã hy sinh, Chúa Giê-xu Ngài đổ máu chúng ta như thế nào. Và chúng ta có cái gì cho Chúa? Hãy trở lại với Chúa bằng sự dâng hiến quý mài chèm. Có một bài hát thánh ca ở trong Tin Lành, đó là ta hy sinh vì con hết, rồi con phó chi cho ta con ơi. Chúa hy sinh cho mình, đổ máu ra và bị đánh đập bầm dập bằng 39 lần roi như vậy ở trên thập tự giá. Nhưng mà kêu dâng hiến mà 500 ngàn thôi là có chuyện. Kêu dâng hiến 1 triệu đồng thôi là không xong. Quý mài chèm ơi, tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài mở rộng tấm lòng của chúng ta ra với Chúa. Mở rộng tấm lòng của chúng ta ra với Chúa để chúng ta không có so đo tính toán khi mà chúng ta nhìn lên thập tự giá, nơi mà Chúa Giê-xu đã tuôn đổ hết chính con người của Ngài cho nhân loại của chúng ta. Amen. Hãy chọn phục vụ Đức Chúa Trời, đừng bao giờ chọn phục vụ ma môn. Amen. Đừng bao giờ để cho ma môn là tiền bạc nó là ông chủ của chúng ta, nhưng hãy để cho Chúa Giê-xu là chủ của chúng ta. Hãy phục vụ Ngài rồi Chúa sẽ ban phước cho quý vị nhiều hơn những gì mà thế gian và những người xung quanh có thể cho chúng ta. Amen. Xin mời quý vị, những đại gia của Chúa, chúng ta cùng nhau đứng dậy và chúng ta sẽ cầu nguyện để buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Chúa với một tấm lòng, với một thái độ
và với một thái độ tin kính và sốt sắng. Xin Chúa thương xót và Ngài phục hồi lại cho chúng ta những gì mà chúng ta đã từng vấp ngã, những gì chúng ta đã từng thất bại ở trong quá khứ, những gì mà chúng ta đã lầm lỡ ở trong quyết định của chúng ta trước đây và khiến cho cuộc đời của chúng ta càng ngày càng đi xuống. Xin Chúa cái ban phước để chúng ta được sớm trở lại với Chúa và được phước ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa của chúng con. Cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.